Và tối hôm nay ở Sài Gòn trời lại mưa các bạn ha. Cả nhóm của mình đi ăn thêm một số món ngon nữa. Đây chính là món cá bóng mú hấp nha. Rất đặc biệt, nguyên con lớn luôn, hơn cả ký đó các bạn. Nhìn cái màu sắc nè, biết tươi rồi đó. Qua đây là khâu nhục. Tiếp theo mỗi người sẽ được một chén cơm. Đây là cơm chiên hải sản. Nhìn đã không? Giờ là 6 giờ rưỡi tối ngày 28 tháng 7 2023. Sài Gòn lại mưa. Mưa rất lớn các bạn. Cảm giác là có gió dông các bạn nha. Mưa hơn cả tuần rồi. Không có đi du lịch được luôn. Và đây là đường Lãnh Bình Thăng, quận 11. Đi thêm chút xíu nữa chúng ta quẹo phải vào đường Tôn Thất Hiệp ha. Đây chúng ta quẹo phải vào Tôn Thất Hiệp. Mới vừa mưa xong các bạn nha. Rồi lại quẹo trái vào đường Lê Thị Bạch Cát. Chúng ta chạy theo hẻm 168. Rồi chào các bạn, hiện tại là khoảng 7 giờ rưỡi tối ngày 28 tháng 7 2023. Đây quán Hoàng Oai một lần nữa các bạn ha. 168/82 Lê Thị Bạch Cát, quận 11. Tối hôm nay chúng ta đến đây để ăn thêm một số món mới, trong đó sẽ có món gọi là rất là ngon, đó chính là món cá bóng mú hấp. Số điện thoại 0283858 1296. Các bạn nhớ phải đặt trước nha. Rồi bây giờ chúng ta đi vô. Đi lên cầu thang ha. Cầu thang hơi nhỏ, các bạn đi từ từ ạ. Rồi lên tới nơi cũng đông như hôm nào. Bữa nay ăn đặc biệt có món cá mú. Cái món thứ hai sẽ là món gì đây? Cơm chi Dương Châu 140.000 đồng cho dĩa nhỏ. Dĩa lớn 270, dĩa lớn nữa là 400. Với lại mì xào tam tơ 140, 270, 400, rồi dĩa 140 nha.
rồi để món ăn thôi. Mở cửa từ 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều, tối từ 5 giờ chiều tới 10 giờ tối. Nhìn cái hình này nhớ ngày xa xưa ha, giống thập kỷ 70, 80, 60 đó. Ừ. 0283858128 0903777660. Ăn cá bóng mú là phải đặt trước các bạn nha, đặt khoảng độ 3 tới 4 tiếng chứ không thôi là không có cái ăn đâu. Hoàng khoai. Đây, ba món ăn đã đến các bạn ha. Món đầu tiên chính là món cá bóng mú hấp nè. Con cá này nhà hàng báo với mình là 1,2 kg các bạn. Ở bên trên nó có rất nhiều hành nha, mà sử dụng cái hành che phần đầu rồi. Cái món thứ hai chính là món khâu nhục. Và món thứ ba chính là món cơm chiên hải sản. Hồi nãy mình gọi cơm chiên Dương Châu với lại mì xào tằm tơ đúng không? Tuy nhiên là họ không có xá xíu, họ nói không có làm được, chuyển món luôn. Con cá này rất lớn các bạn nha, nguyên cái dĩa lớn luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị ăn. Đây, bé ba sẽ tách cái phần thịt ra các bạn nha. Đó. Ở đây thì nhà hàng họ sẽ sẵn sàng gọi là tách cái phần thịt ra cho mình, nhưng mà nhớ mình muốn tự ăn thôi. Một miếng cá rất là lớn, thịt cá trắng phao luôn các bạn thấy nè, mùi thơm lắm các bạn. Ở đây có phần gan cá nè. Rồi, phần cơm chiên. Mọi người múc một chén ha, chuẩn bị ăn. Phần sa tế, phần ớt sắc. Món các bạn ha, ăn quá trời ăn luôn. Cái món mình thích nhất chính là món tầm thấy sao? Cái thịt nó cái bởi nó ngọt, cái thịt cái cọc nó không có cái bởi là cá nó mình để ta ướp ra để lấy tanh nó không có tanh đâu. Rất là ngọt, rất là tươi đúng không? Tươi. Ừ. Cá cũng không có bị gọi là cứng hay gì đó, mềm họ làm đi. Yeah. Ở đây là phần cá ngọt tươi rất ngon các bạn. Thì một cái nữa chính là chỗ là họ có sử dụng dầu mè thơm. Và cái phần nước sốt màu đen đen đây nó sẽ có vị ngọt ngọt, mặn mặn, rất vừa phải các bạn. Húp được luôn. Con cá này rất đáng ăn. Cái hành ăn đây cũng ngon luôn, nó sẽ có cái độ béo béo nữa. Đây chính là cái điểm nhấn của cái bữa tối hôm nay đó. Không biết con cá này giá nhiều nữa. Nó khoảng 1,2 kg á. Bé bà nó đĩa cá quá trời luôn vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta chuyển qua món cơm chiên. Bây giờ nhận xét cơm chiên đi. Cơm chiên hải sản nhìn xem sao. Nó hộp cơm tơi. Cái phần trứng đánh kèm béo. Ừ. Không bị gắt dầu. Dạ. Nhưng nó bình thường. Rất bình thường đúng không? Rất bình thường. Cái phần nó tôm tươi. Nói quán này mà nãy nói quán này 10 điểm thì nó là cái món mình mổ qua bên đó. Tại vì nó giá tới 160 mà trong khi nó chỉ là cơm chiên bình thường thôi, có chút xíu tôm, có chút xíu cái phần trứng và diễn tả đúng như là mình diễn tả, nhưng mà một cái dĩa cơm chiên nãy là cũng múc ra được khoảng độ 5 chén. 4 chén. Hơn á. Mình đã có 4 chén rồi. Ok. Bây giờ chuyển qua cái món khâu nhục. Đây ăn khâu nhục rồi. Cái phần thịt họ làm lúc mà họ làm á, nó hiện tại lắm mềm ra nó rụt luôn á. Không để độ rụt ra đâu. Nè. Thì cái phần mỡ thôi, cái phần thịt nó mềm ra nè. Thấy không? Thì ăn rất là đã. Ừ. Tuy nhiên nó có độ thơm độ béo. Độ thơm độ béo, tuy nhiên cái độ béo của nó làm em hơi ngán. Hơi ngán rồi ha. Ăn nhiều quá khâu nhục thì nó lên như vậy mà. Rồi để mình ăn khâu nhục một lần nữa, sau đó nhận xét nha. Rất thích cái phần cá. Nó vẫn là ngon nha. Nó là ngon. Ý là kiểu ăn nhiều quá sẽ ngán rồi. Cái món khâu nhục thì mình nghĩ là mình lại thích cái phần thịt kho của ở Việt Nam hơn đúng không? Cái bà thấy sao? Mấy bà ăn khâu nhục chưa? Thấy nó mềm, nó hơi bị ghen.
Nó sẽ có độ béo, đúng không? Nhưng ăn nhiều sẽ hơi ngán. Nó chỉ là ngon trong 1-2 miếng đầu á. Đúng rồi, ăn nhiều sẽ hơi ngán. Ok, để mình ăn nha, ăn thêm rồi mình sẽ nhận xét thêm nữa. Sao thấy cay, thơm thơm. Béo này thấy mấy món xào nước nó ngon hơn. Bữa giờ ăn đây chắc cũng có đồ hơn chục món. Chưa còn nữa, mình nói để quay ra những cái xào nước nhau. Đúng rồi, với lại miếng xào cua chưa ăn. Phần không dục mình thấy ngon các bạn, là từ phần thịt với phần mỡ nó hòa quyện vào nhau nha. Mình cảm nhận họ sử dụng chính là cái phần heo quay á, để họ làm ra phần này. Ăn nhiều để hơi ngán chút xíu, nhưng mà ăn một miếng đầu sẽ thấy ngon. Như vậy trong 3 món hôm nay thì mình sẽ chọn cái món cá bóng bún. Rồi, tập trung ăn hết. Bữa giờ ăn tất cả các món thế tính với món gì? Món gì sao? Tôm chi... Ê! Không phải. Tôm vàng kim. Tôm kim sa. Tôm kim sa. Tâm bữa ăn món gà rất thích đúng không? Đúng rồi. Cái ba thích món gì? Gà quay ngày đầu tiên. Gà quay ngày đầu tiên. Chả giò Quế Lâm. Ok. Mình lại mới thích món gà quay nè. Xong rồi gà xì dầu nè. Chả giò Quế Lâm nè, hủ tiếu xào nè, rồi cái món này bữa đó với mình bình thường cũng giờ gọi là nay ngon, nhưng mà ý là nó không làm cho mình nhớ. Cá bóng bú hôm nay chính là món mình thích. Rồi món gì nữa ta? Tôm kim sa là ngon á. Dạ. Ăn cả chục món mà còn nhớ gì nữa. Đậu hũ hải sản. Đúng rồi, đậu hũ hải sản ngon, đậu hũ hải sản xuất sắc, ngon. Dạ. Sạch sành xanh. Sau đây là tổng số tiền các bạn ha. Cá bóng mũ hấp Hồng Kông, số lượng là 1, như là 1 ký 2 đó là 720.000 đồng. Khâu nhục giá nhỏ 160, cơm chiên hải sản phần nhỏ 140, khăn giấy ướt 4 cái hả? 8.000, trà đá 4 ly 12, cơm trắng 2 chén 20, tổng số tiền là 1.060.000 đồng. Mặt bàn trước 0283858196. Còn đợi rau câu nữa rồi trả tiền luôn. Thiếu rau câu. Đây, 4 miếng rau câu. Rồi, rau câu dừa. Sao đây có 4 miếng đúng không? Bên phần lần bên trong nữa. Rồi, ăn đi. Mình hỏi sao đây 4 miếng luôn. Rồi, mọi người lấy cái đây. Cho bà lấy cái đầu tiên, rồi nó dừa bên phần lần rồi đấy bà. Đó, đúng rồi. Đó. Vô. Là 10 giờ tối các bạn. Trời tiếp tục mưa. Mưa lớn luôn. Cả tuần hôm nay là coi như là ở Sài Gòn cứ mưa rồi ngưng, rồi mưa rồi ngưng.